Cô thì cho con gì sau này con lớn lên là con muốn con có thể giúp giúp được một người và không và muốn truyền cho người ta là không cần phải cảm ơn mình, là hãy đi cố gắng đi giúp được nhiều người khác nữa. Con muốn làm nghề bác sĩ rồi y tá. Và ước mơ của con là làm giáo viên tại tu viện Chư Như để lan tỏa niềm yêu thương đạo đức cho tất cả mọi người, mọi vật. À, con muốn trở thành một người làm chủ được sinh già bệnh chết như trưởng lão Thích Thông Lạc và thầy Thích Mật Hạnh ạ. Con là sau này em muốn trở thành giáo viên dạy đạo đức, truyền đạt lại cho các thế hệ sau. Con muốn trở thành một thầy giáo ạ, đó là sẽ để cho các thế hệ tương lai sau thì sẽ trở thành những người có tri thức, cả có ý chí học ạ. Em muốn trở thành doanh nhân. Em Đình Thọ Phong rất đẹp trai. Em Khải Nhi rất là đáng yêu. Mọi người sẽ thông minh hơn mình. Bạn Ngọc Định trông có rất là có tri thức. Mình cảm ơn bạn. Mình thấy tất cả các bạn trong các anh chị trong lớp này sáng suốt và nhìn có đạo đức ạ. Em thấy cô là một người rất có đạo đức và giảng dạy rất hay ạ.